Để con làm cho. Thôi để má làm, con vô bếp đi. Má giành không lại con đâu. Rồi con làm đi. Nay thầy cho nghỉ sớm hả con? Dạ. Cậu chủ có nói gì không? Có gây khó khăn gì cho con không? Dạ không. Cậu đã hứa là không kiếm chuyện với con rồi mà. Có người làm chứng đàng hoàng, giờ lật lọng con làm sao được. Cậu chủ không làm khó con là mừng lắm rồi. Nhưng mà con đừng có gì vậy mà làm tới nha không. Người ta là chủ, mình làm tớ, phải nhẫn nhịn nha không. Dạ. Còn ông thầy thì sao? Có thêm con vô học á, ông thầy có khó chịu gì không? Không đâu má. Con nghĩ thầy còn vui nữa là khác. Cả buổi học cậu chỉ nghe được cái chút xíu à. Còn lại hả là gà gật. Nếu không có con hả, thầy nhìn cảnh đó chắc thầy cũng chán chết. Con đó không có được giễu cợt cậu chủ nghe chưa. Dù gì người ta cũng là chủ mình. Má biết con gái của má sáng dạ chăm chỉ, nhưng mà bây giờ dù cho cậu có làm biến hay tối dạ thì cũng là cậu. Con không có được nói bậy bạ nha. Ông bà mà nghe được là phiền lòng. Mà không chừng á cậu phạt con đó nghe. Nên đừng có nói bậy nghe không. Dạ. May mắn lắm á mới được ông bà chủ cho học cùng với cậu. Con phải ráng học, ráng chu toàn mọi chuyện trong ngoài để báo đáp ông bà chủ nghe chưa. Dạ. Con biết mà má. Má vui lắm. Má hy vọng sau này con gặp được một nhà khá giả cho ấm tâm thân. Má thiệt tình à. Từ hồi con còn nhỏ tới giờ, lúc nào má cũng mơ gả con cho nhà giàu. Ủa, ai biểu con xinh đẹp chi? Xinh đẹp phải có tấm chồng cho xứng đáng chứ. Rồi, ta đi vô nè. Dạ. Thái độ đó rõ ràng họ là má con ruột thịt. Bà già bằng quỷ cũng không tỏ ý binh vực thành tiếng. Như vậy bà không thể nào là người đàn bà năm xưa. Nhưng sao mình cứ chướng mắt, cứ thấy bất an khi có mặt má con nó trong nhà.